Rồi, chào hết tất cả bà con buổi sáng. Thầy cũng vừa xong khóa. Bây giờ thầy lại phải ra phi trường chuẩn bị lên máy bay bay, chuẩn bị gửi cho bà con năng lượng để chúng ta bắt đầu cái ngày thứ nhất, ngày đầu tiên của khóa học. Ngày hôm qua trong cái ngày khai mạc thì thầy đã nhắn nhủ, gửi lời động viên bà con rồi, thì ngày hôm nay là chúng ta làm ngày thứ nhất. Mọi thứ có thể là hơi mới lạ với mình, tuy nhiên chúng ta hãy ráng cố gắng thực tập nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ gặt hái được cái kết quả tốt đẹp. Và cái bài lý thuyết hôm nay buổi sáng và buổi chiều cũng vậy, tức là nó là cái nền tảng căn bản để chúng ta bắt đầu chúng ta xây dựng cái nhà của mình mới. Và cái nhà của mình muốn to bao nhiêu, muốn cao bao nhiêu thì cái nền tảng, cái móng của nó phải chắc chắn bấy nhiêu. Vậy thì ông bà chúng ta nói vạn sự khởi đầu nan, cái bước đầu tiên bao giờ nó cũng có những cái mới mẻ, cái khó khăn. Như vậy cái cuối cùng, cái hậu, cái đích của nó đến thì nó mới thành tựu được tốt đẹp, thì đó cũng là cái luật bảo toàn năng lượng. Thành ra cho dù chúng ta chưa có cái điều kiện để mà nghiên cứu trước, mà chúng ta vào đây với cái sự ngỡ ngàng thì mình cũng đừng có quá lo lắng. Hãy cố gắng tập trung toàn bộ năng lượng của mình, thời gian, công sức của mình để rồi chúng ta lắng nghe các cái bài giảng, các sự hướng dẫn của ban tổ chức, thì chúng ta tiếp tục học theo. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ gặt hái được cái kết quả tốt đẹp. Và cái buổi chiều hay bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian rảnh thì chúng ta sẽ ôn bài lại, hoặc là chúng ta sẽ mở lại cái trang YouTube để nghe bài lại để chúng ta nắm vững hơn, đặc biệt là cái bài lý thuyết chiều hôm nay. Nghe thì một lần nữa chúc cho tất cả bà con mình sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình và thực tập vì sự lợi ích của chính mình. Chúc bà con một ngày mới trọn vẹn, thành công tốt đẹp và gặt hái kết quả như ý. Rồi thôi, chào cả nhà, hẹn lên máy bay. Con thay mặt cả lớp và biết ơn thầy rất là nhiều. Thầy trong cái sự vội vàng mà thầy phải ra sân bay, nhưng thầy cũng đã dành một ít phút rất là ít ỏi để có mặt cùng với bà con, đó là cái nguồn năng lượng dồi dào nhất mà thầy dành cho cả lớp mình. Thưa với thầy là lớp mình rất là nghiêm chỉnh và rất là nghiêm túc trong cái việc thực tập. Vì vậy thì đó cũng chính là cái lời cảm ơn cũng như tri ân về những cái công đức mà thầy đã dày công nghiên cứu cái phương pháp của này. Một lần nữa thì con xin kính chúc thầy sức khỏe và thầy đi đường bình an ạ. À, chào cả nhà.